Sau Hoàng Nhật Đồ Điện xin kính chào các bác. Hôm nay em lên sóng giới thiệu với các bác một cái chiếc máy massage chân. Con này cũng rất là vip các bác nhé. Đây, con này tình trạng của nó thì cái mặt vải trong này tí kẹp tay đấy. Mặt vải đây còn rất là mới các bác này, bóp cực khỏe luôn ạ. Con này bóp kinh lắm, cực khỏe. Đây, các bác nào thích bóp khỏe con này bóp rất dã man nhé. Đây, con này ngoài cái gan bàn chân này nó có một cái cục nó nhô lên đây thì con này có thêm tính năng là massage các cái đầu ngón chân này các bạn này. Đây này. Đấy, các cái đầu ngón chân ở đây sẽ được một cái bi lăn lên lăn xuống ở đây. Đấy, nhô lên nhô xuống này. Đấy. Đấy, ngoài cái vấn đề là massage bàn chân hai bên này, ở giữa này cũng có một cái bi nhô lên nhô xuống này. Và con này có thêm cả cái là massage các đầu ngón chân. Đấy. Đối với các cái máy massage bàn chân này thì các bác hoàn toàn có thể massage bắp chân bằng cách là các bác đây, các bác ngồi ghế này hoặc là các bác nằm ra nhé thì bắp chân hoàn toàn vẫn bóp bình thường. Đấy, catalog hướng dẫn của máy massage đều có hướng dẫn là như vậy. Đấy. Con này thì nó có 3 cái cấp độ massage của hãng Mochi Silver này, Mobigia. Và vải còn khá là đẹp. Con này em bán là 1,5 triệu và tặng kèm các bác đổi nguồn nhé. Điện 100V, máy massage chân thì công suất là rất là nhỏ, chỉ có mấy chục watt thôi, không tốn điện. Nói chung là chơi đồ Nhật thì các bác không bao giờ phải lo về điện đóm này, chả đáng bao nhiêu vậy. Máy chạy rất là ngon lành. Đấy. Có cả massage cả các đầu ngón chân, rất hiếm máy có massage đầu ngón chân nhé. Các bạn nào đấy các bạn liên hệ nha. Chào các bạn.